Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mỗi ngày ha. Thì như thường lệ là em vẫn cập nhật cho anh chị về giá sầu riêng Thái cũng như là giá sầu riêng ri sáo. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh chị thêm cái thông tin là thêm là hàng Thái da bò nha anh chị ha, cũng như là cái hàng là Musakin ha, tại vì cũng có rất là nhiều anh chị hỏi đó. Thì hôm nay thì bên giữa cũng cung cấp cho em ha. Và cái khu vực em cập nhật đầu tiên á là khu vực Tây Nguyên nha anh chị ha, Bảo Đồng là Đắk Lắk nè, Đắk Nông nè, cũng như là Gia Lai nha anh chị ha. Ở khu vực đó thì giá hôm nay thì em cũng báo cho anh chị một cái tin vui là giá của mình này nó cũng nằm ở mức giá cao nha anh chị, nằm ở mức giá rất là cao đối với cái hàng Thái ha. Chỉ riêng cái hàng ri sáo là nó hơi ở tại mức tầm trung thôi nha anh chị. Nó thì đặc biệt là cái hàng Thái là nó tăng rất là mạnh. Thôi em sẽ cập nhật cho anh chị về hàng ri sáo trước đi ha. Thì đối với mà hàng ri sáo anh chị ở công ty là Kim Nana là phát giá nha anh chị ha, là cơm 7 tuổi rưỡi trở lên đó là từ là 59.000 cho đến là 62.000 ha, loại là từ 2 cho đến 7 học, trái từ 1,9 cho đến là 5 kg. Còn loại B của mình á thì sẽ dao động từ mức giá từ 44.000 cho đến là 47.000, loại là từ 2 cho đến 5 học, trái từ 1,7 cho đến là 5,5 kg ha. Còn loại C của mình á thì sẽ dao động từ mức giá là 37.000, loại là từ 1,4 cho đến là 4,5 kg. Còn đối với mà sầu Thái da bò nha anh chị ha, là hàng nhất bây giờ là sẽ dao động từ mức giá từ 70 cho đến 75.000, loại là từ 2 cho đến 7 học ha, trái từ 2 kg cho đến là 5 kg. Còn loại B của mình á thì sẽ dao động từ mức giá từ 50.000 cho đến là 55.000, loại là từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg nha anh chị. Còn đối với mà hàng Musakin nè, rất là nhiều anh chị quan tâm luôn, thì hôm nay Dựa cũng cung cấp cho em ha. Hàng nhất là sẽ dao động từ mức giá từ 85.000 cho đến là 90.000 nha, là hàng loại nhất nha anh chị. Thì loại là từ 1,9 kg cho đến là 5 kg nha anh chị. Còn loại B của mình á thì sẽ dao động từ mức giá từ 65.000 cho đến là 70.000 đó. Còn đối với mà hàng loại C anh chị thì sẽ là thương lượng nha anh chị ha, là hàng dạt đó. Thì đó là cái thông tin ha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá sầu riêng Thái nha anh chị ha. Thì đối với mà cái giá sầu riêng Thái thì đối với hàng nhất anh chị thì sẽ dao động là từ 107.000 cho đến là 109.000 nha anh chị ha. Loại là từ 2 cho đến 7 học, trái từ 1,9 kg cho đến là 5 kg, là tỷ lệ là 82 là 109.000, tỷ lệ 73 sẽ là 108.000, tỷ lệ 64 sẽ là 107.000, và dưới tỷ lệ 55 thì là 105.000 nha cô chú anh chị. Còn đối với mà hàng loại nhì nha anh chị ha, loại B đó là sẽ dao động từ mức giá từ 87.000 cho đến là 99.000, loại là từ 2 cho đến 5 học, trái từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg. Còn loại C của mình thì sẽ là dao động ở mức giá là từ 56.000 ha, loại 2 học cho là trái từ 1,2 kg cho đến là 5,5 kg ha. Là cái này là em cập nhật ở dựa là công ty Hải Thuận nha anh chị ha, và Bà Rông Bắc Đắk Lắk nha anh chị. Thì anh chị nào mà cần thì cứ liên hệ cái số điện thoại của bé Út ha. Bữa giờ thì em cũng cập nhật đó, thì em cũng xin phép là em đọc lại ha, là 0981386036 nha anh chị ha. Thì đó là cái khu vực là ở ngoài Tây Nguyên nha anh chị ha. Còn đối với mà cái giá sầu riêng mà ở khu vực miền Tây với miền Đông của mình anh chị thì giá nó cũng ngang ngửa nha anh chị ha. Nhưng mà em cũng xin phép là em cập nhật cho anh chị luôn. Thì đối với mà hàng nhất bây giờ anh chị thì cũng dao động từ mức giá là từ 105.000 cho đến là 109.000 nha anh chị ha. Trái từ 1,9 kg chứ cho đến là 5 kg. Còn loại B của mình thì sẽ dao động từ 85.000 cho đến là 99.000. Còn loại C của mình thì sẽ dao động từ mức giá là từ 50.000 cho đến là 56.000 nha anh chị ha. Thì đó là khu vực miền Tây nha anh chị, cũng như là miền Đông. Thì bữa giờ em cũng cố gắng là em cập nhật cho anh chị nhiều cái thông tin đó. Và cũng có nhiều anh chị hỏi về cái giá sầu riêng Blackthorn là bây giờ là bao nhiêu. Thì ở đây là em cũng chưa nắm được cái thông tin ha. Khi mà có thông tin từ Dựa mà đưa ra anh chị thì em sẽ ngay lập tức em cập nhật cho anh chị, và cũng như là em cung cấp cho anh chị về cái số điện thoại nha. Rồi thì tiếp tục em sẽ cập nhật thêm cho anh chị cái thông tin ở một Dựa ở Bình Phước nha anh chị ha. Thì cái Dựa ở Bình Phước này là Dựa của anh Còi ha. Anh cũng mới vừa gửi thông tin nè, đang làm video mà anh gửi cái thông tin này sẵn qua cập nhật cho anh chị luôn. Thì đối với mà ở khu vực Bình Phước nha, hàng loại nhất nha, hàng Thái nha anh chị ha, thì sẽ dao động từ mức giá là từ 108.000 nha anh chị ha, trái từ 1,9 kg cho đến là 5,2 kg. Còn loại B của mình sẽ là 88.000, là trái từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg nha anh chị. Còn loại C của mình là sẽ là thương lượng. Thì ở đây thì cái Dựa này thì anh chỉ nói là anh chỉ nhận hàng là 73 trở lên nha anh chị ha. Thì anh chị nào mà cần có mà sầu riêng đó thì cứ gọi là 032
0697 0690. Thì đây là cái số điện thoại của anh Còi Sầu Riêng nha. Nó thì đó là một dựa ở Bình Phước nha anh chị. Nó là cập nhật cho anh chị là khu vực là miền Đông luôn đó. Thì cũng có nhiều cái chỗ khác, ví dụ như cập nhật cho anh chị thêm về cái giá sầu riêng ri 6 ở khu vực miền Tây và miền Đông ha. Loại A bây giờ là 62.000 và loại B của mình là 46.000 nha anh chị ha. Thì đó thì cũng dao động tầm tầm đó. Còn loại C của mình thì sẽ dao động từ mức giá 35-37.000. Đó thì chia sẻ cho anh chị như vậy. Còn số điện thoại anh chị nào mà muốn bán cái thông tin em mới vừa chia sẻ anh chị ở khu vực miền Tây và miền Đông ha, thì có thể gọi ngay anh Giang nha, 038 314 1669. Nó thì để mà liên hệ nha anh chị ha. Nói chung là em cung cấp luôn cái số điện thoại cho anh chị tiện theo dõi. Và cuối cùng thì em có để một cái đường link TikTok shop ở bên dưới cái đường bình luận nha anh chị ha. Anh chị nào mà ủng hộ em gì đó thì có thể mua những cái sản phẩm về thuốc men ở trên cái kênh mà TikTok shop của em là Quỳnh Thí Tinh Vlog anh chị. Nó ở bên TikTok thì anh chị có thể là vào ủng hộ ha. Em thêm những cái sản phẩm mà thuốc trừ sâu cũng như là ra bông đậu quả cho sầu riêng nha anh chị ha. Đồng thời cũng có bán những cái loại cây giống thì tầm khoảng đâu hơn 100.000 thôi, là hàng Thái nha anh chị. Rồi em cũng xin được mến chào.